Bạn có dễ bị rụng tóc không? Người xưa có câu cái răng cái tóc là góc con người. Vì thế, đối với phụ nữ, giữ mái tóc của mình luôn dày dặn, mềm mại suôn mượt là điều vô cùng quan trọng. Không may bạn gặp phải vấn đề rụng tóc mà không tài nào khắc phục thì phải làm sao? Chắc hẳn bạn đã thử một số phương pháp để khắc phục nhưng không mang lại hiệu quả. Muốn khắc phục được tình trạng rụng tóc cũng như muốn làm giảm rụng tóc thì bạn phải biết rõ nguyên nhân chính xác của vấn đề. Bất kỳ ai cũng có thể rụng tóc tùy thuộc vào một số nguyên nhân khiến cho bạn bị rụng tóc. Rụng tóc thường xảy ra ở người lớn tuổi, kể cả ở trẻ em. Đối tượng dễ dàng bị rụng tóc nhất: phụ nữ sau sinh, tiền mãn kinh, mãn kinh. Những người thường xuyên uốn, nhuộm, dùng hóa chất. Những người mắc bệnh cần dùng thuốc điều trị dài ngày. Những người thường xuyên căng thẳng, stress. Người cao tuổi. Người có gia đình có tiền sử bị hói đầu. Người giảm cân nhanh. Một số nguyên nhân rụng tóc phổ biến: tiền sử gia đình. Phần lớn nam giới bị rụng tóc dẫn đến hiện tượng hói đầu là do di truyền. Tuy nhiên, một số trường hợp nữ giới bị rụng tóc cũng là do yếu tố này gây ra. Tình trạng rụng tóc này xảy ra cùng với quá trình lão hóa và chúng ta có thể phỏng đoán được tình trạng của tóc qua thời gian. Cụ thể, đối với nam giới sẽ xuất hiện những đốm hói đối với nam và ở nữ giới sẽ có hiện tượng tóc mọc dần. Nội tiết tố thay đổi hoặc mắc một số loại bệnh lý. Thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai, sau sinh, mãn kinh hay những vấn đề về tuyến giáp là một trong những nguyên nhân dẫn tới rụng tóc tạm thời hoặc lâu dài. Bên cạnh đó, một số bệnh lý như bệnh alopecia, bệnh nhiễm trùng da đầu và một hội chứng nghiện giật tóc, trichotillomania cũng là những yếu tố hàng đầu gây rụng tóc. Các loại thuốc: một số loại thuốc điều trị ung thư, viêm khớp hoặc thuốc điều trị trầm cảm cũng có thể gây ra tác dụng phụ là tình trạng rụng tóc. Căng thẳng: những người thường xuyên bị căng thẳng hoặc lo nghĩ quá nhiều cũng có thể dẫn tới tình trạng bị rụng tóc. Ngoài những nguyên nhân kể trên thì một số bạn gái có thói quen để những kiểu tóc lạ như thắt bím quá chặt hoặc làm kiểu con, bầu, làm kiểu tóc dính sát ra đầu kiểu hình hạt bắp cũng có thể khiến tóc rụng nhiều hơn. Hiện nay đã có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả cho tình trạng rụng tóc ở cả nam và nữ. Bạn hoàn toàn có thể đảo ngược chứng rụng tóc hoặc ít nhất là làm chậm tiến trình này với một số bệnh lý, chẳng hạn như rụng tóc từng vùng. Tóc có thể mọc lại mà không cần điều trị gì trong vòng 1 năm. Phương pháp điều trị rụng tóc: sử dụng thuốc. Nếu rụng tóc do một căn bệnh tiềm ẩn nào đó gây ra, việc chẩn đoán và chữa trị bệnh lý đó là điều cần thiết. Quá trình điều trị có thể bao gồm các loại thuốc để giảm viêm và ức chế hệ miễn dịch của bệnh nhân, chẳng hạn như thuốc Genisone. Nếu một loại thuốc nào đó có khả năng gây rụng tóc, bác sĩ sẽ khuyên bạn ngừng sử dụng thuốc trong ít nhất 3 tháng. Các thuốc điều trị hói đầu do di truyền bao gồm Minoxidil, biệt dược do Gaine. Đây là một loại thuốc không kê đơn được phê duyệt trong điều trị rụng tóc nam và nữ. Thuốc ở dưới dạng chất lỏng hoặc bọt, bôi lên da đầu hàng ngày. Lúc đầu, thuốc có thể khiến bạn rụng tóc, tóc mới có thể ngắn và mỏng hơn tóc cũ. Tuy nhiên, bệnh nhân cần kiên trì ít nhất 6 tháng điều trị để ngăn ngừa rụng tóc và để tóc bắt đầu mọc lại. Bệnh nhân cần tiếp tục dùng thuốc Minoxidil để duy trì lợi ích chữa rụng tóc. Phenazine, biệt dược do PA. Đây là một thuốc cần được bác sĩ kê đơn, được phê duyệt dành cho trường hợp rụng tóc nam. Dạng dùng của thuốc là dạng viên. Phenazine có tác dụng làm tóc rụng chậm hơn với phần lớn nam giới. Thậm chí một số người còn nhận thấy có sự kích thích mọc tóc mới. Thuốc này có thể không mang lại hiệu quả rõ rệt cho nam giới trên 60 tuổi. Bệnh nhân cần dùng thuốc Phenazine liên tục để duy trì lợi ích chữa rụng tóc. Các loại thuốc khác tùy trường hợp. Đối với nam giới bị rụng tóc, thuốc uống Sertraline là một lựa chọn phù hợp. Đối với phụ nữ bị rụng tóc, điều trị với thuốc tránh thai và Pisonolactone có thể ngăn ngừa rụng tóc. Phẫu thuật cấy tóc. Trong trường hợp bệnh nhân bị rụng tóc vĩnh viễn và thường chỉ có đỉnh đầu bị ảnh hưởng, kỹ thuật cấy tóc hoặc phẫu thuật phục hồi có thể tận dụng tối đa phần tóc còn lại của bệnh nhân. Trong quá trình cấy tóc, bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ lấy ra những mảng da đầu nhỏ, mỗi mảng chứa từ 1 đến vài sợi tóc ở phía sau đầu hoặc vùng quanh đầu của bệnh nhân. Sau đó, bác sĩ thực hiện cấy nang tóc vào phần hói ở đỉnh đầu. Một số bác sĩ khuyên dùng Minoxidil sau khi cấy ghép để giúp giảm thiểu tình trạng rụng tóc. Đôi khi người bệnh phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần để đạt được hiệu quả như mong muốn. Mặc dù đã được cấy tóc, hiện tượng rụng tóc do di truyền vẫn sẽ xảy ra. Các kỹ thuật để điều trị hói đầu thường khá tốn kém và gây đau đớn. Rủi ro xảy ra bao gồm chảy máu và để lại sẹo. Liệu pháp laser. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA đã phê duyệt liệu pháp sử dụng laser để chữa rụng tóc do di truyền ở nam và nữ. Một vài nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng phương pháp này giúp cải thiện mật độ tóc. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh tác dụng về lâu dài. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé!